16.010.000 đồng. Thôn trung tâm bác một thì báo cáo với đồng chí thì tổng số là 85 hộ, trong đó là hộ nghèo thì rất là cho phân phẩm hiểu hộ nghèo rất là nhiều, đường đi lại khó khăn rất là phức tạp. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với chương mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay cháu Lực rất là vui và rất là vinh dự khi mà được chị Ngọc ở bên Úc, chị tin tưởng và gửi 30 suất quà tới cho những hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao này cô bác. Hiện tại thì vừa rồi cháu Lực cùng với lại các chú cũng đã chở đồ ra hết rồi cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời các bác là cùng đi vào và xem là hôm nay cháu Lực đã mua những cái đồ gì và tổng là cháu Lực nhận được phần quà của chị là chị Ngọc là bao nhiêu. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ nói sau các bác. Ở đây thì cháu Lực đã bác trưởng thôn trước rồi, vừa qua rồi, hôm nay thì thống nhất được với nhau là hôm nay là đến trao quà 30 suất phần quà các bác nhé. Đây các cô các chú đang hỗ trợ lực xếp một quà ra để làm sao bớt cái bóng đâu nhỉ? Đây là bác từ vô đó. Hôm qua thì chúng ta điện cho bác rồi. Bây giờ thì trước khi đi vào thì bác cũng
với lại các chú để mà xếp quà ra 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 túi em. Vâng. Ở đây sẽ là mỗi gia đình là sẽ được một cùng tôm, một cùng với tôm, hai loại thuốc quả, một cùng tôm. Một phút quà thì chúng tôi cho cháu là một phút, một cái tô này, một quả bình chính này, một chai nước khoáng này, một rau ăn này, một gói bánh này, cộng thêm là hai gói thuốc canh. Thực sự đâu bác ở cái thôn mà hiện tại chúng được đang đi phát quà, cũng có khá là nhiều hộ nghèo, lựa chọn là những hộ nào mà nghèo nhất thì chúng được sẽ đi vào và phát quà. Đây thì làm sao mà phát quà được cho hộ gia đình nào mà có hoàn cảnh khó khăn để mà kịp trước Tết. Cũng như là cái phần quà này là phần quà của chị Ngọc và chị ấy gửi cho bà con để mà bà con ăn Tết. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
May thì rất là sốt của bác ạ. Khi mà cháu được ra thì không mua được thêm kẹo, không được mua thêm kẹo thì lúc cháu lại có kẹo rồi. Đấy có quán trong quán nào không nhỉ? Có một cái bình kia không? Này có miệng. Đây á, cái này có thở thôi chút. Có bắt chấm kia không? Đây thì mình nhìn thấy là khá là nhiều các bạn trẻ. Xem là quán trong quán nào không để mua cho con trẻ một chút bánh kẹo. Khi mà vào lá cháu quà nó cũng cuốn lại đi nhìn lại cho tất cả các bạn. Làm những công việc này thì có lần nào mà đã tiến triển hơn chưa? Đây thì nhiều đã đủ 30 hộ các bác. Đây là một ạ. Vâng. Đấy, và ở đây thì thực sự ra các bác ạ, khi mà cháu Lực đi làm những chương trình này thì các bác ở bên thôn thì có vô dự cháu Lực thì cháu Lực đã xin ý kiến của Mạnh Thường Quân rằng là gửi cho các bác ở bên lãnh đạo thôn là thêm 4 người là một suất nữa. Đấy, rất là may là bên này có một quán tạp hóa mà nhỏ nhỏ quá. Như thế anh kia đánh không? Hả? Anh đánh không? Chín rồi, chín à? Ăn được không? Năm nay học lớp mấy rồi? Học lớp 6 rồi à? Ồ, thế là ra đây cùng bố ra đây hay là một mình xuất ra đây? Chị à? Chị đâu? Chị đây à? Chị lấy chồng chưa? Chưa à? Là đây. Được rồi, ok. Nào. Bên kia này học lớp mấy rồi? Lớp 7 à? Này, cuốn đây, uống... À, ăn kẹo này. Năm nay học lớp mấy rồi? Đây một rồi à? Đây, chúng tôi bánh này. Chúng tôi bánh này. Ôi, nhiều bánh quá. Nhiều bánh quá cũng sợ nữa nha. Đi lại đây mà hờ. Đó. Là cũng chờ băng mà là hơi xíu. Đây, chúng tôi thêm 2 cái này. Xin chứ. Đây là cái đó. Biết xin không? Xin mà. Chưa đi học các bác ạ. Chưa đi học thành ra là cũng chưa có biết nói tiếng nào cũng là nhiều ở đây là các bạn nhỏ. Tí nữa thì các bạn nhỏ làm ra sâu thì cho các bạn nhỏ ra sâu. Các bác ạ. Bây giờ sẽ để phòng lại đó. Sợ rằng là tí nữa có về thì nha lại mất công đi mua nữa. Đi tay không được cái gì đâu.
như là đi làm những chương trình đấy, ra thôn, ra bản, xã, bên chính quyền hỗ trợ rất là nhiệt tình. Sáng nay khi mà đi được chở không hết ấy, họ nhờ bên thôn người ta đi chở. Là 10.000 đồng, và trong đó thì chị có bảo Tuấn Lực là phát là 30 suất phần quà, là mỗi phần quà là trị giá là 500.000, thì 30 suất thì là tương đương với lại 15 triệu. Đây, ở đây thì cháu Lực, chị cũng bảo cháu Lực rằng là phát tiền mặt cho bà con. Thế thì cháu Lực cũng bảo là phát tiền mặt thế này thì nó cũng thực sự ra khi mà Lực làm thì nó chương trình nó sẽ cũng có được được có thể như là có truyền cảm hơn. Thì cháu Lực cũng có xin chị là mua những cái nhu yếu phẩm là 300.000, còn là 200.000 thì một tí nữa cháu sẽ trao tiền mặt cho tất cả là bà con ở đây. Đấy. Và ở đây thì cháu mua là mì tôm là 30 là nhân 85 là 2.500.000, và mua mì chính thì là 30 là nhân với 55 thì là 1.650.000, mua nước mắm là 30 nhân với 15 là 450.000, dầu ăn là 30 nhân 30 là 900.000, bánh là 30 nhân 20 là 600.000, bột canh là 60 nhân 5 là 300.000, mua 2 cân túi bóng là 100.000, và mua gạo là 1 tạ rưỡi tương đương với lại 150 cân nhân với 16 là 2.400.000 đồng.
và tổng số tiền mua quà hết là 8.950.000. Và khi mà một tí nữa bà con nhận quà xong thì tôi sẽ gửi thêm cho bà con là mỗi hộ gia đình là 200.000 nữa. Thì làm sao mà tí các chú là hỗ trợ cháu để cho bà con ra đây nhận từng hộ một, từng năm hộ một lần. Đấy, ở đây thì cháu cũng xin thay mặt tất cả là bà con ở trong thôn gửi một lời cảm ơn tới chị Ngọc ở bên Úc. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì bác là người bên lãnh đạo thôn, bác sẽ hộ cháu là gửi một cái lời cảm ơn với chị Ngọc bác nhé. Chào mừng chú ạ. Thôn trung tâm bác một thì báo cáo với đồng chí thì tổng số là 85 hộ, trong đó là hộ nghèo thì rất là cho phân phát mà hiểu hộ nghèo rất là nhiều, đường đi lại khó khăn rất là phức tạp. Hơn cái thứ hai thì thôn mong bên được hỗ trợ thì bà con trong thôn Pháp Muộn xin cảm ơn. Không có gì nói gì thì tôi thay mặt bà con là cảm ơn các đồng chí là sang năm mới an khang thịnh vượng và chúc sức khỏe đồng bên từ thiện là dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt sang năm mới là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cháu cũng năm mới thì sức khỏe bác. Ở đây thì các bác ở trường thôn thì sẽ có thêm một suất phần quà nữa cô bác nhé. Bây giờ thì chú đã lên danh sách hết chưa chú? Có rồi ạ. Thế thì chú hộ cháu là bây giờ đọc đến là hộ nào thì hộ đấy sẽ lên và năm hộ một. Cái này cái chỗ là thằng nhiếp tiến mai nhập cái chỗ đâu những yếu là đâu nhá, đâu một gốc đâu chỉ đúng vừa phải đấy là đâu cái lỗ đâu phải tầm tua các lỗ bảo với công an cho con xã hốc với con hiểm hóa hốc con tế chỉ yếu là tầm tu đến xã tôi bắt đầy cái chỗ gian hồ anh đây xin phải cái chỗ kiểu đi bán đâu biết chứ tôi là xin cái thời gian nước tàu điểm thứ ba cái chỗ tôi ra thì lỗ đâu kiểu giả vẫn sẽ ngập cái chỗ đó buộc phải đi chặt cái ấy từ khi đó nó chuyển hàng hướng cái lỗ chưa bị cái bỏ lỗ nó chụp luôn qua đó để ta để qua đó để ta đi áp cao cái chỗ trong cái này vẫn tốt kéo nhưng mà sẽ phải vẫn kéo đi chỗ lại thì mà cũng thờ thờ là cái chỗ này thôi lần văn này có đúng ý mãn nhưng vẫn theo kéo vào đây cái văn công nào văn này vẫn cứ phải chứ này đấy chỗ cái áp chụp luôn chỗ văn này sức co đi chỉ giá luôn thì cũng không ngày nào nhưng hai cái chỗ bạn đã bị nô gần nào đi bạn để quay trong tháng trước cái đâu để cho bạn tham quan con cái đó phải lâu phải có cào cơ lên bây giờ thì chú phân chia là bác nào làm cái gì ăn thôi thì một người sẽ đưa quà một người sẽ làm gạo thứ nhất chú sẽ là không biết sách quà có nên không vâng chào các bạn kinh chào các bạn chào các bạn này cho cái phá bạn không mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai, muốn chụp ảnh với ông gửi đâu? Muốn chụp ảnh với ông gửi đâu? Còn là bây giờ thì sẽ là tổ quốc sẽ thêm 200 ngàn nữa. Đây là người khó. Ông về đây, ông về ăn tết vui vẻ nhé. Ông về đây tuổi rồi, ra rồi à? Sức khỏe nhé.
Anh nhớ lại. Bây giờ thì chắc rồi được tầm còn 5 hộ nữa. 5 hộ này thì sẽ vừa là các anh ở bên 90 thôn và vừa là thêm một số hộ nữa. Thế bây giờ thì các bác là được không? Ở hiện tại thì sẽ là những cái xuất quà mà cuối cùng rồi, còn ba xuất còn lại sẽ là các anh ở bên khu của chị muốn nào vậy anh? Đi về. Đấy, chị Ngọc ở bên Úc, chị ấy tin trưởng Đức và bạn ấy là con là 25, 30 suất quà, 30 suất quà thì mọi người như thế nào chúng cũng đã nói trên video rồi và rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Đức. Còn bây giờ thì chắc là cháu Linh cũng xin dừng lại thôi bác chú nhỉ. Vâng, cũng cảm ơn chú nhá. Cảm ơn nhá, cảm ơn chú nhá. Cảm ơn chú nhá. Bây giờ nào. Ở đây còn là suất quà bánh này thì ngoài thì chúng cũng đã chia xong những phần quà và những phần quà cuối cùng gửi tới cho những hoàn cảnh nào mà còn khó khăn. Đấy thì một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới chị Ngọc ở bên Úc. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, có lẽ là cái thời lượng video hôm nay thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin phải nói là lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác.